Nhờ hai chú hỏi giúp cháu một câu là mấy ông không lực Hoa Kỳ khi lái B-52 ra miền Bắc, ném bom vào miền Bắc, ném vào bệnh viện Bạch Mai với phố Khâm Thiên. Thì đấy là tự do, dân chủ, nhân quyền hay là tội ác? Nếu là tội ác thì họ có quay lại để nhận tội không? Nếu là công thì họ có quay lại để nhận thưởng không? Tôi xin trả lời như thế này nha. Đây là cái buổi họp mặt mang cái tinh thần cả là của hai kẻ cựu thù gặp nhau trên một cái chiến hạm. Và chiến hạm này đã từng tham chiến tại Việt Nam. Câu hỏi của cháu nó rất là nhạy cảm và nó mang một cái tính gọi là khiêu khích. Và cái điều đó chúng ta không nên trong cái tình trạng mà gọi là hòa hợp dân tộc. Khi người ta đã đi tới nước của mình, tổng thống người ta đã tới, mấy vị tổng thống dù là đã về hưu như là ông Bill Clinton, tất cả chúng ta đã có 3 tổng thống tới Việt Nam rồi. Thì bây giờ thấp trưởng nữa là 4 tổng thống. Có một nước nào ở trên thế giới được 4 ông tổng thống đã tới Việt Nam trong vòng 10 thập niên qua không? Ở bên Ba Lan họ yêu cầu tổng thống Mỹ tới thăm mà có bao giờ sau khi mà Ba Lan đã hết chế độ cộng sản có tổng thống Mỹ nào tới chưa? Chưa. Thì ngay cả tổng thống mà khi tới đã châu Âu nó gần ngay đó đó như là Pháp, Mỹ, thì họ Đức, Ý, thì họ có bao giờ tới Ba Lan hay là tới Hungary hoặc là tới ngay cả Tây Ban Nha không? Không có hoàn toàn. Thì bây giờ đó chúng ta đừng có tạo những cái câu hỏi nó mang cái tính cách khiêu khích và mang đánh động vào cái vết thương của họ đang đã muốn ra lành rồi. Khi họ làm những công việc đó đã là trả lời câu hỏi của cho cháu rồi. Ok. Mà hai nữa là cái vụ này đó là chỉ là cái chuyện mà người ta hai bên họ ngồi với nhau chứ không phải họ một cuộc họp báo mà để cho mình đặt câu hỏi. Và cho dù được đặt câu hỏi, KBG Hải Ngoại cũng không đặt cái câu hỏi như vậy.